Hello mọi người lại là mình đây. Thì hôm nay mình ra mình nhận một ít thùng bò New Zealand nha. Thì đây là một thùng bò New Zealand. Thì hiện tại mình đang nhập thì có một anh giao hàng anh tới anh giao cho bên mình nha. Đó. Thì bò này được nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand về nha. Bò này đã lấy từ cảng về nha mọi người. Thì trên thùng đó nó có cái tem thùng này, đai thùng nó được đóng gói nguyên kiện như thế này thì để xíu nữa khi mà anh ấy nhập vô xong thì mình sẽ khui bò ra cho mọi người xem. Về cái chi tiết về thùng bò này thì ở clip trước thì mình đã có làm rồi. Là nếu mà mọi người muốn tìm hiểu về cái mặt cách cũng như cái miếng bò thì mọi người có thể xem qua nha. Thì hôm nay mình quay cái quá trình nhập bò của bên mình đó. Thì đây là thùng bò New Zealand. những cái thùng bò rất là gọn luôn mọi người và đã được đóng tem cũng như làm những cái dòi đài rất là kỹ càng thì thùng này có khối lượng trung bình từ khoảng 15 đến 20 kg nha mọi người thì bây giờ có một anh cách phụ mình ra để cho mọi người xem cái coi bò nha được cái bò nó vô cùng vô cùng đều luôn mọi người để mình lấy một coi ra cho mọi người xem nha đó đó là hình dáng của một coi bò thì về chi tiết và phân bò này thì mình đã làm rồi thì hôm nay mình chỉ quay cái quá trình nhập bò của bên mình thôi nếu mà mọi người muốn xem chi tiết về cái phân bò này thì mọi người thế thấy... Um, xem clip mình để ở dưới phòng mô tả nha đó, thì hôm nay mình chỉ quay uh, những cái cánh nhập bò cũng như một cái thùng bò nó nghiêng đai nghiêng kiện như thế này cho mọi người xem nếu mà cải bò này cách biết tết thì nó sẽ được tầm khoảng 30 miếng nha mọi người nếu mà mọi người hiện tại mà đang buôn bán nhà hàng hay là mọi người muốn mua về dùng thì mọi người thể liên hệ mình nha